Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video bằng AI. Bạn có thể copy link YouTube, copy văn bản lên ý tưởng, hoàn toàn làm một video từ hình ảnh, đoạn voice hoàn toàn giống với con người mà không giới hạn nội dung cũng như video chúng ta tạo. Có thể tạo video YouTube, video TikTok, video Facebook. Chỉ cần chúng ta copy văn bản hoặc là dán đường link là chúng ta hoàn toàn làm được. Các bạn vào cho tôi phần mềm in video, các bạn nhập vào, sau đó các bạn có thể là dán một cái link video nào đó. Ví dụ tôi thích một cái video này mà tôi muốn phối và làm lại không vi phạm bản quyền, tôi sẽ sao chép và sau đó tôi quay trở lại, tôi dán vào đây, sau đó tôi nhấn. Các bạn có thể là dùng AI ra ý tưởng, hoặc bạn cũng có thể yêu cầu nó ba cách làm đẹp tại nhà, bạn làm đẹp tại nhà, ví dụ vậy. Nó hoàn toàn cũng làm được những video cho chúng ta. Tuy nhiên video này tôi sẽ dùng bằng nội dung của tôi tạo ra, gợi ý bằng ChatGPT, sau đó tôi copy nó lại và tôi dán vào đây. Bạn cũng có thể là chỉnh sửa nó đi. Bất kỳ nội dung nào bạn cũng có thể hoàn toàn làm được, rất đơn giản. Và sau đó tôi bấm Edit Out Video. Bạn có thể chọn video TikTok, video short. Sau đó thì nó sẽ hỏi chúng ta là video này làm cho ai, cho doanh nhân, cho người yêu công nghệ, hâm mộ Jack Ma, hay là YouTube, hoặc là YouTube short. Thì ở đấy tôi sẽ cầu là làm cho doanh nhân đi. Sau đó tôi sẽ bấm click. Và như vậy chúng ta chờ khoảng 1 phút là hoàn toàn video này, từ hình ảnh, từ đoạn video nó sẽ hoàn toàn sắp xếp và tuyệt rồi. Sau đó nó đã hoàn chỉnh rồi, chúng ta có thể edit chỉnh sửa lại, và hoặc chúng ta cũng có thể là yêu cầu nó chỉnh sửa lại nội dung ở đây, hoàn toàn lấy được khuôn mặt của Jack Ma luôn. Rất là tuyệt vời, phải không anh em? Video này nói với Jack Ma và hoàn toàn nó làm được cho những bức ảnh Jack Ma thì nó quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Và nếu các bạn muốn chỉnh sửa chỗ nào thì các bạn chỉnh sửa video theo phong cách nào, các bạn có thể edit nó ở đây. Ví dụ đoạn nào, đoạn này ví dụ các bạn muốn edit nó như thế nào thì các bạn thấy là từng đoạn một, các bạn có thể chỉnh sửa từng đoạn nếu các bạn chưa nghĩ. Các bạn cũng có thể là upload những cái đoạn video của chúng ta trên máy tính, trên điện thoại lên để thay thế cái đoạn nào đó từ đôi giấy của máy đến của máy được chưa? Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta cũng có thể là sửa speaker từng đoạn một, có nghĩa là đoạn này nhắc má là một sự đổi đại như chúng ta có thể ép hoặc là chỉnh sửa, hoặc là chúng ta có thể thay đổi chất ở đây. Media chúng ta có thể hoàn toàn là yêu cầu chỉnh sửa, text này chúng ta cũng hoàn toàn là yêu cầu nó chỉnh sửa. Rồi music là những cái bản nhạc ở đoạn này chúng ta có thể là xem thử, nếu không thích chúng ta hoàn toàn thay đổi nó được từng đoạn một, rất là tuyệt vời.